chúng ta may mắn gặp được rồi đạo yếu chính là bộ kinh này đạo pháp là tính nguyện trì danh phương pháp của tính nguyện trì danh hôm qua Pháp Sư Tự Liệu Đã có một lời giải thích bổ sung Nói rất hay Thầy ấy chỉ nói hai câu của Bồ Tát Đại Thế Chí Nhất cả sáu căn Tình niệm liên tục Đó là đạo yếu Thực hiện trong mười niệm thầy ấy dùng pháp thập niệm của đại sư ấn quang đại sư ấn quang niệm đến nhất tâm bất loạn là dùng phương pháp này đặc điểm của phương pháp đó thứ nhất là ký số thứ hai là phản văn Chính là nghe câu Phật hiệu của chính mình niệm Tự mình nghe Phật hiệu này Nghe Phật hiệu do chính mình niệm Từng chữ từng câu nghe rất rõ ràng Điểm rất rõ ràng Điểm số chính là từ 1 đến 10 Sau đó lại từ 1 đến 10 Đừng đến 11, 12, 21, 22 Như vậy không tốt Như vậy làm loạn rồi chỉ đếm 10 câu, 10 câu, đây là đây câu thứ mấy, rõ ràng, rành mạch. Một ngày quý vị niệm 10.000 câu, cũng là từ 1 đến 10, từ 1 đến 10. Cách đếm như vậy. Không cần dùng tràn hạn mà đếm trong tâm. Đếm 10 câu không được, thì đếm 5 câu. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10. Cách điểm như vậy. Khi không nhớ được nữa thì dùng 3 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Điểm rất rõ ràng. Nghe rất rõ ràng. Vậy thì đúng rồi. Và lại đặc biệt chủ trương niệm thầm Không nên niệm ra tiếng Không nên niệm ra tiếng Nhưng có tiếng không? Có Mà người khác không biết Chính mình biết Tai của chính mình Tập trung năng lượng này Hướng vào trong để nghe Nghe tiếng niệm Phật của chính mình không nên nghe bên ngoài sau khi tập trung ý niệm thì không nghe thấy âm thanh bên ngoài tại sao vậy bởi quý vị không có sức chú ý vào đó chúng ta thường nói chú ý chú ý có nghĩa là gì mắt thấy sắc chú ý nhìn ý là ý thức ý thức là phân biệt thứ thứ sáu là phân biệt thứ thứ bảy là chấp trước chú ý chính là tập trung vào ý thức thứ sáu để phân biệt đặt thức mạc na vào để chấp trước chấp trước sanh phiền não tham sân si mạng nghi là chấp trước thông qua phân biệt tôi thích điều này tôi chán ghét điều kia Điều tôi thích thì tôi muốn có. Ưa thích muốn có chính là chấp trước. Không thích thì tôi bỏ đi. Đó cũng là chấp trước. Có thể không phân biệt không chấp trước là công phu. Dùng cách gì tu công phu này? Dùng phương pháp niệm Phật. Tức là phải đếm số, phải nghe phạm vi hoạt động của tâm ý thức vô cùng lớn tần số rất cao thật không dễ gì khống chế quản lý tốt câu phật hiệu này làm cho tập trung lại chuyên môn nghe tiếng niệm phật hiệu của chính mình niệm thầm không niệm ra tiếng không niệm ra tiếng nhưng vẫn có âm thanh người bên ngoài không biết còn chính mình rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Đếm rất rõ ràng Dễ được nhất tâm bất loạn Dễ được niệm Phật tam muội Đây gọi là biết niệm Phật Đại sư Ấn Quang dùng phương pháp này Và lại nói với chúng ta Dùng phương pháp này niệm nhuần nhuyễn Thì có một ai không giảng sanh tập trung ý niệm nghe tiếng niệm phật của chính mình đây gọi là phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo là pháp môn tu của bồ tát quán thế âm niệm phật tam bụi điều này vô cùng quan trọng Thật sự giống như trong kệ tán Ami Đà Phật đã nói Cứu sướng đạo yếu vô chướng ngại Hai câu kinh văn này là giới thiệu Thầy của Đà Phật Tức là thế gian từ tại Dương Như Lai Lúc đó còn trụ ở thế gian giảng kinh dạy học Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ở chỗ này chúng ta cần thể hội được Học Phật là học gì? Đi con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Thì quý vị sẽ không sai lầm con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chính là giảng kinh dạy học. Vui không biết mệt. Buông xuống tất cả thân tâm thế giới. Vậy cuộc sống thì làm sao? Đại sư chương già nói với tôi, Cả đời của con, thì Phật Bồ Tát sẽ an bài cho con. Bản thân con không nên lo lắng. lúc ấy hoàn toàn xem chính mình có niềm tin hay không quý vị có tin hay không thật sự tin tưởng tất cả đều là do phật an bài không nghĩ gì chính mình nữa tâm mới có thể chuyên trong đạo nếu thường xuyên lo lắng Ngày mai tôi làm sao đây? Ngày mai tôi phải thế nào? Thì tâm của quý vị không thể chuyên. Quý vị phân tâm rồi. Đạo nghiệp của quý vị rất khó thành tựu. Nên chúng ta chỉ có một ý niệm. Niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Đầu tiên không sợ chết không có ăn, không có ở, cũng không sao. Tôi niệm Đà Phật cầu giảng sanh. Không có ăn, có người mang đồ tới cho chúng ta ăn. Không có ở, có người mang nhà đến cho chúng ta ở. Vậy thì chúng ta ở, cũng không cần cự tuyệt. Chúng ta có lựa chọn của chúng ta, tức là đơn giản, có thể ăn được nó, có thể mặc được ấm, có được một căn nhà nhỏ che mưa che nắng là đủ rồi. Không mong cầu quá đáng. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là mong muốn duy nhất. Mong muốn lớn hơn nữa là hy vọng toàn thế giới, hy vọng tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới, hư không giới cùng xanh nước cực lạc Ngoài trừ điều này ra không có ý niệm thứ hai thì công phu dễ đắc lực bởi phật giảng kinh là từ trong chân tâm của từ tánh mà lưu lộ ra thế vì sao chúng ta nghe không hiểu bởi chúng ta dùng giọng tâm để nghe chân không tương ưng với giọng, nên nghe không hiểu nếu chúng ta dùng chân tâm thì nghe hiểu rồi chân tâm là tâm thế nào tâm thanh tịnh không có ô nhiễm thứ gì là ô nhiễm tất tình ngũ dục là ô nhiễm chúng ta dùng tâm gì tâm của hỷ nộ ai lạc tâm của vọng tưởng phân biệt chấp trước tâm này không được tâm này sẽ không khai ngộ Nghe một trăm năm cũng không có tác dụng Càng nghe càng mê muội Nghe đến cuối cùng không tin nữa Nên Ấn Tổ thường hay dạy người Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Vậy chúng ta hiểu được Nếu dùng dạng phần thành kính Thì họ được dạng phần lợi ích Quay trở lại nghĩ xem người hiện tại Bao gồm chính chúng ta Tâm của chúng ta thế nào? Tâm khí nông nổi Tâm dòng trưởng từ sớm đến tối dòng niệm không dừng nghỉ dòng niệm phía trước diệt rồi thứ phía sau sinh ra vẫn là dòng niệm sẽ không dừng lại việc này là phiền phức rồi Vì vậy, bài báo cáo đó của Thầy tự liệu rất có giá trị. Chúng ta phải nên đưa bài ấy lên Internet để lưu thông. Theo sự, có người xem hiểu, Thật sự có người phát tâm Muốn rời khỏi luân hồi Giảng sanh thế giới cực lạc Điều thầy ấy cung cấp là pháp thập niệm Của Pháp Sư Ấn Quang Còn nguyên tắc chung là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đô nhiếp lục căng, tịnh niệm tương kế Dùng điều gì để nhiếp sáu căn Một câu Phật hiệu Dùng điều gì thành tựu tịnh niệm Vẫn là một câu Phật hiệu Một câu Phật hiệu niệm liên tục không ngừng Niệm hết dòng niệm điểm hết tâm phân biệt điểm hết tâm chấp trước thì tâm thanh tịnh hiện tiền tâm bình đẳng hiện ra tâm thanh tịnh là thánh giả của tiểu thừa chứng được khai trí huệ nhỏ Tuy nói trí huệ nhỏ Nhưng chờ người trong lục đạo Không ai có thể so sánh với các ngài Tâm bình đẳng là đại trí huệ Là Bồ Tát Đại Thừa chứng được Giác chính là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh đó là cảnh giới của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn dưới cây Bồ Đề Là điều mà lục tổ Đại sư Huệ Năng biểu diễn trong phòng phương trượng của ngũ tổ Đó là khai giải Năm xưa lục tổ nói ra năm câu đó hoàn toàn giống với kinh quan nghiêm mà khi đức thích ca mâu ni phật đại triệt đại ngộ với cây bồ đề đã thuyết ra nội dung của kinh quan nghiêm là gì cương lĩnh chung là năm câu đó nói cho chúng ta biết tự tánh chân tâm như thế nào thứ nhất là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Thứ hai, không sanh, không diệt. Thứ ba, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ trí huệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ tướng hảo. Nói cách khác, mọi thứ đều không nên hướng bên ngoài để cầu. Hướng ra ngoài cầu là phàm phu, không phải là người giác ngộ. Người thật sự giác ngộ thì tất cả đều hướng vào trong để cầu vì sao vậy bởi vốn tự đầy đủ có cầu tức ứng tâm tưởng sự thành hướng ra ngoài cầu chưa hẳn có thể cầu được vì thế hướng vào trong cầu câu thứ tư nói với chúng ta vốn không dao động vốn không dao động là gì tự tánh vốn định, chân tâm vốn định, chân tâm chưa từng có dao động, chưa từng có lay động. Tự tánh ở đâu? chẳng nơi nào không có, chẳng lúc nào không có. Tự tánh là bản thể của tất cả pháp, nên câu cuối cùng nói có thể sanh dạng pháp. Dạng pháp là gì? toàn thể vũ trụ, cả vũ trụ. Trong Phật pháp nói, khắp pháp giới hư không giới từ đâu ra? Từ tâm tưởng sanh